tối thứ bảy tuần này, quý vị hãy cùng với cả Ngô Phương Lan tham gia chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần nhé. Và ngày hôm nay, chuyến du lịch của chúng ta sẽ được thực hiện bởi hướng dẫn viên đặc biệt. Đất nước của những thanh sô-cô-la tuyệt vời. Này, em cảm thấy rất là ấn tượng. Thế là tự nhiên nó thành một cái nét đẹp văn hóa. Không chỉ là nữ hoàng tiếng Việt mà ngày hôm nay giấy chứng nhận nữ hoàng ẩm thực. Nữ hoàng ẩm thực. Tôi nghĩ rằng đó thực sự là một thử thách. Mẹ ơi, bật mic cho con. À bố ơi, con đói. À mẹ ơi, con em nó không cho con học. Ekip của Cuộc Hẹn Cuối Tuần đã đưa ra rất là nhiều thử thách cho Ngô Phương Lan. Quý vị hãy cùng đón xem Lan đã vượt qua những thử thách như thế nào trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần.